Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Tuyết rơi tháng 3 nè cô chú anh chị, mấy tuần trước thì đã được 7, 8, 9, 10 độ rồi mọi người. Mình cứ tưởng là thời tiết đã ấm dần lên rồi, nhưng mà khoảng vài ngày nay thì tự nhiên cái thời tiết nó trở lạnh nữa cô chú anh chị. Hôm nay là âm độ luôn nè mọi người, tuyết rơi luôn. Tuyết rơi đó nè cô chú ơi, mà hôm nay có vẻ là rơi dày hơn hôm qua. Hôm nay thấy dự báo thời tiết là tuyết rơi cả ngày luôn, đến ngày mai luôn. Mấy bữa trước là thời tiết nó đã lên tới 10 độ rồi đó cô chú. Kim cứ tưởng là ấm rồi nhưng mà không ngờ hôm nay lại rơi nữa nè. Hôm nay xuống là âm độ rồi mọi người. Mặc dù là thấy nhiều nhà quá chừng nhưng mà nhìn cái cảnh này thấy cũng buồn quá ha mọi người. Mấy ngày nay á, trời trở lạnh cho nên là Kim bị giống như mình, Kim bị viêm xoang đó. Cho nên là Kim bị nhức đầu rồi chóng mặt. Vừa bị viêm xoang mà vừa bị rối loạn tiền đình nữa mọi người. Nhức đầu chóng mặt rồi mắt ói nữa. Rất là mệt luôn cho nên là cũng không có tinh thần để làm video nữa. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến giỗ mẹ của Kim rồi đó cô chú anh chị. Mẹ Kim thì mất cách đây khoảng 6 năm rồi. Thì lúc mẹ mất là chỉ có 54 tuổi thôi. Mà giỗ, tới ngày giỗ mà giống như mình về không được á, cũng buồn. Năm nay là cũng đã 3 năm rồi đó là Kim không có về giỗ mẹ được. Tối qua tự nhiên Kim ngủ, Kim nằm mơ thấy mẹ. Mà cứ mỗi năm mà đến gần đến ngày giỗ á, là Kim sẽ nằm mơ thấy mẹ hả? Làm như là mình nghĩ đến mẹ hay sao á, là tối mình ngủ cái mình nằm mơ. Kim chỉ muốn tâm sự thôi. Hôm nay á, trong người Kim mệt nè, bị bệnh nè, rồi cảm thấy buồn buồn nữa. Cho nên là muốn tâm sự với cô chú anh chị thôi, chứ không có muốn mang cái năng lượng tiêu cực đến cho mọi người đâu nha. Kim cũng muốn tâm sự nhiều hơn nhưng mà sợ cái cuốn cô chú anh chị theo cái câu chuyện á, cái làm cho mọi người buồn luôn. Cho nên là thôi. Buổi sáng là thường là Kim sẽ dọn cái nhà bếp trước. Tại vì tối á, nhiều khi á, ăn xong rồi cái bỏ chén đó luôn mọi người. Là không có dọn, không có lau bếp, sáng ra mới lau bếp. Rồi dọn dẹp cái chỗ cái bếp này nè. Buổi tối thì ăn xong á, cái chơi với Chi, đọc truyện, đọc sách gì đó. Chứ không có dẹp nữa. Sáng ra thì Kim cho Chi ăn sáng xong rồi Kim dọn dẹp nhà bếp nè. Tại vì sáng ra mệt á, mình không có muốn ăn. Thì bây giờ dọn xong rồi mới ăn, cũng ráng ăn một miếng xong rồi uống thuốc đó cô chú anh chị. Sáng nay Kim chỉ ăn bánh mì nướng với lại mứt dâu thôi mọi người, và cho thêm một ít dâu tây lên nữa. Chi sáng ra nó ăn sáng xong rồi đó ông bà cô chú. Bây giờ Kim làm cái trái cây này thêm cho Chi ăn nè. Ủa mà sao ngồi dưới đất coi tivi vậy trời? Ê cốc kia. Trái cây này lên đây mời mãi trái cây cho. Con ăn sáng xong chưa? Sáng là mở tivi coi vậy đó trời. Ở đây. Mà gói gì nó dục tùm lum hết trơn vậy ta. No. That is loads of snow now. Ừ, nhà con ăn cái cây đi. I want to make a snowman. I want to make a snowman. And be everywhere.
Tác phẩm của Kim nè, cô chú anh chị. Mọi người đừng có cười Kim nha, Kim vẽ không có đẹp. Đây mẹ mở cho. Từ từ thôi, đừng chạy té con. Tony đã về rồi, đang làm việc nè cô chú. Trời đang mưa tuyết lạnh quá trời quá đất mà Chi Chi muốn đi ra ngoài đi dạo nè cô chú. Em Chi em muốn đi ra ngoài đi bộ là tại vì là vì một lý do nha cô chú, là em muốn cầm cây dù vậy đó. Rất là thích cầm dù đi dạo dưới mưa dưới tuyết như vậy đó cô chú anh chị. Chị nó đi nhanh quá, nó không đợi mẹ luôn kìa cô chú. Chị tuyết nó đóng ở trên cái chậu hoa của Kim nè. Mấy cái bông hoa này nó tuyết rơi như vậy, ít bữa hết tuyết là nó sẽ mọc lên nữa hả cô chú anh chị. Nó sống dai dữ lắm luôn. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Video của Kim hôm nay hơi buồn ha cô chú anh chị. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.